quý vị và các bạn thân mến hiện nay thì trước thông tin là có nhiều địa phương gây khó khăn cho những người lao động ngoại tỉnh trở về quê ăn Tết trong dịp Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022 mới đây thì bộ y tế cũng đã có văn bản gửi lãnh đạo các ủy ban nhân dân các tỉnh thành đề nghị cần phải chứng chỉnh những biện pháp phòng chống dịch sao cho thật phù hợp. Theo đó, nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ theo tinh thần nghị quyết số 128 và các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch, việc triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh hoặc điều tra để làm rõ nội dung thông tin phản ánh. Đồng thời, các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch theo đúng quy định. Bộ Y tế cũng lưu ý kịp thời chứng chỉnh việc áp dụng các biện pháp pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.